Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế Tâm Độc Phát 24 giờ của truyền hình Tâm Độc Phát TV. Bản tin hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Vận tải hành khách hàng không Việt Nam phục hồi. Thông tin hoạt động tập đoàn tuần qua. Hơn 3,5 triệu người không còn là kỳ phú thế giới. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, thị trường vận tải hành khách hàng không Việt Nam trong 7 tháng năm 2023 tiếp tục phục hồi, tăng 41,8% so với năm ngoái trong đó số lượng hành khách do các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển tăng 20,1%, lượng khách quốc tế do các hãng hàng không nội địa vận chuyển tăng vọt tới 424,2%, trong khi lượng khách nội địa giảm nhẹ 4,4% so với năm 2022. Bước sang tháng 8, ngành hàng không của Việt Nam tiếp tục tăng cường các chuyến bay và lên kế hoạch phục vụ dịp nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn chỉ đạo các hãng hàng không báo cáo kế hoạch tăng chuyến bay nhân dịp lễ quốc khánh. Thông tin các hãng hàng không báo cáo đến hiện tại cho thấy lượng khách đặt vé máy bay dịp nghỉ lễ chưa tăng mạnh. Tuy vậy, để sẵn sàng phục vụ hành khách tốt nhất, các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án khai thác và sẵn sàng tăng chuyến để đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách. Để phục vụ tốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới, nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không sẽ tăng cao. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường an ninh và an toàn trong giai đoạn nghỉ lễ, trong đó cần đặc biệt chú trọng đối với các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Cục Hàng không được yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không lập kế hoạch tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, hạn chế đến mức tối thiểu việc chậm chuyến, hủy chuyến, thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá vé theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không và sân bay phải tăng cường nhân lực để phục vụ, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách. Cục Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải cùng các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh sân bay. Thưa quý vị, tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan khai mạc vào ngày 16 tháng 8 và kéo dài liên tục đến ngày 20 tháng 8 tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Lakasana Wisit, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cùng lãnh đạo nhiều địa phương của Việt Nam. Với chủ đề hương vị phương Nam, tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương, trưng bày quảng bá văn hóa, du lịch và các đặc sản vùng miền đến từ thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết, trong những năm gần đây, chính phủ của Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại các nước, trong đó có thị trường Thái Lan. Nhằm nâng cao cơ hội xuất khẩu sang Thái Lan, ban tổ chức cũng đã bố trí khu vực trưng bày tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan với quy mô gần 1.000m2 của Trung tâm Thương mại Center trải rộng tại 4 khu vực chính, tập trung giới thiệu quảng bá vào các nhóm sản phẩm đặc sắc của miền Nam và sản phẩm tiêu biểu của cả nước. Tuần hàng năm nay, lần đầu tiên giới thiệu văn hóa trà đạo độc đáo của Việt Nam, trình diễn nhạc cổ truyền dân tộc và đặc biệt là biểu diễn vẽ tranh thư pháp do nghệ nhân nổi tiếng trình bày. Đặc biệt, trong khuôn khổ của tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay, Bộ Công Thương phối hợp cùng với tập đoàn Center Rital tại Việt Nam tổ chức kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị thu mua của tập đoàn Center Group Thái Lan, với đa dạng các mảng kinh doanh như là thực phẩm, nội thất, kinh doanh khách sạn. Dự kiến sự kiện sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách trong 5 ngày tổ chức. Xin được chuyển sang những thông tin hoạt động của tập đoàn trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban lãnh đạo và cổ đông xuất sắc của tập đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đây là một trong những nỗ lực rất lớn để công tác hoạt động kinh doanh của tập đoàn hoạt động tốt, đáp ứng kỳ vọng của đông đảo quý cổ đông đối tác và khách hàng. Đặc biệt sau khi khai trương showroom kinh doanh vàng bạc đá quý ANJ, thương hiệu của tập đoàn ngày càng vươn xa và lan tỏa hơn. Tin rằng thời gian tới, ban lãnh đạo và các cổ đông xuất sắc cùng tất cả quý cổ đông, đối tác và khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Tâm Lộc Phát. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của tập đoàn, từ ngày 21 đến 25 tháng 8, chương trình du lịch 5 ngày 4 đêm của quý cổ đông, đối tác và khách hàng sẽ được diễn ra tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Để đảm bảo chuyến đi được diễn ra thuận lợi và an toàn, mới đây, tập đoàn đã giao nhiệm vụ cho công ty cổ phần du lịch Hoàng Anh Việt Nam lên kế hoạch cụ thể. Lịch trình chi tiết chương trình kèm thông tin chung về đất nước, văn hóa, ẩm thực, trang phục được tập đoàn thông báo tới từng thành viên trong chuyến đi. Trong chuyến đi lần này, đoàn sẽ khám phá đảo Nam Mi, tham quan tháp Nam San, cung điện hoàng gia Kiêng Bốc 500 năm tuổi, chụp hình bên ngoài nhà xanh phủ tổng thống Hàn Quốc, bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc, làng cổ Hanok Bukchon, đây hứa hẹn sẽ là chuyến đi ý nghĩa, kết nối các thành viên trong đại gia đình Tâm Lộc Phát. Thưa quý vị và các bạn, các biến động kinh tế toàn cầu đã khiến cho số lượng triệu phú đô la Mỹ giảm mạnh trong năm 2022, theo báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2023 của ngân hàng UBS. Cụ thể, số người trưởng thành có tài sản giá trị trên 1 triệu đô la Mỹ đã giảm từ 62,9 triệu người vào cuối năm 2021 xuống còn 59,4 triệu người vào cuối năm 2022. UBS cũng cho biết số lượng triệu phú tại Mỹ chỉ còn 22,7 triệu người, giảm 1,8 triệu người. Tuy nhiên, đây vẫn là quốc gia nhiều triệu phú đô la hơn bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc có số triệu phú cao thứ hai với 6,2 triệu. Tại Anh, số triệu phú giảm 440.000 người xuống còn 2,6 triệu, mức giảm lớn thứ ba sau Nhật Bản, giảm từ 3,2 triệu xuống 2,6 triệu. Australia ghi nhận mức giảm lớn thứ tư với 360.000 người không còn được coi là triệu phú, giảm tổng số xuống còn 1,8 triệu. Ngoài ra, số người sở hữu hơn 50 triệu đô la Mỹ đã giảm 22.500 người xuống còn 243.000 người. Tính tổng thể, tổng tài sản toàn cầu đã giảm hơn 2% trong năm 2022, mức giảm lần đầu tiên kể từ sau khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Số lượng triệu phú đi xuống được cho là do ảnh hưởng từ lạm phát cao và việc nhiều đồng tiền mất giá so với đồng đô la Mỹ. Theo một nghiên cứu riêng cho chỉ số tỷ phú của Bloomberg, 500 người giàu nhất hành tinh đã thiệt hại tổng cộng là 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin kinh tế tâm độc phát 24 giờ của truyền hình tâm độc phát TV. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần sau.